Hiện nay, nhu cầu di chuyển giữa hai thành phố Sài Gòn và Đà Nẵng đang tăng một cách chóng mặt. Khi nhu cầu tăng cao, dịch vụ vận chuyển cũng sẽ tăng lên. Để di chuyển từ Sài Gòn đến Đà Nẵng hoặc ngược lại, các bạn có thể lựa chọn nhiều loại xe khác nhau như xe limousine, giường nằm, ghế ngồi. Nếu bạn đang tìm một đơn vị vận chuyển đáng tin cậy cho chuyến đi Sài Gòn-Đà Nẵng và phân vân không biết nhà xe nào chất lượng tốt, thì đừng lo lắng, video dưới đây của Blog Travel Việt sẽ chia sẻ đến bạn top xe giường nằm Sài Gòn-Đà Nẵng uy tín nhất. Từ Sài Gòn đi Đà Nẵng bao nhiêu km? Đà Nẵng nổi tiếng là một thành phố sôi động, hiện đại và đáng sống nhất tại Việt Nam. Trong đó có bãi biển Mỹ Khê, còn từng được tạp chí Forbes bình chọn là một trong 6 bãi biển có sức hút quyến rũ nhất thế giới. Từ Sài Gòn đến Đà Nẵng là một hành trình dài. Du khách sẽ đi qua đoạn đường dài ít nhất là 858 km nếu chọn phương tiện là xe khách. Thời gian chạy xe khoảng 17-20 tiếng. Có khá nhiều loại xe khách từ Đà Nẵng đi Sài Gòn, từ ghế ngồi, giường nằm cao cấp cho đến limousine và limousine cao cấp. Giá vé xe khách giường nằm thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng là khoảng 350 đến 700.000 đồng một lượt. Du khách có thể tới bến xe miền Đông hoặc bến xe miền Tây để mua vé và lên xe đi Đà Nẵng. 2. Top xe giường nằm Sài Gòn Đà Nẵng. Xe giường nằm Sài Gòn Đà Nẵng Phúc Thuận Thảo, mức giá là 360.000 đồng. Số điện thoại là 0236 376 7677 hoặc 0913 875 938. Nhà xe Phúc Thuận Thảo hay Thuận Thảo là một đơn vị uy tín và nổi tiếng trên thị trường xe Sài Gòn-Đà Nẵng. Sau gần 20 năm hoạt động, đơn vị đã xây dựng được chỗ đứng vững chắc trong lòng khách hàng và trở thành một trong những hãng xe hàng đầu. Nhà xe đầu tư vào dòng xe giường nằm 40 chỗ để phục vụ hành khách trên tuyến đường Sài Gòn-Đà Nẵng. Tất cả các xe đều được trang bị Wi-Fi miễn phí, tốc độ cao để hành khách có thể làm việc hoặc giải trí, lướt web thoải mái trên xe. So với các đối thủ, Phúc Thuận Thảo đang có ưu thế về mặt giá cả với mức giá vé khá hấp dẫn là 360.000 đồng một lượt. Bạn có thể tải ứng dụng của nhà xe để đặt vé một cách thuận tiện và nhanh chóng. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, bạn hãy ngay lập tức gọi điện đến tổng đài của nhà xe. Đội ngũ nhân viên với quy trình đào tạo bài bản sẽ luôn hỗ trợ giải đáp mọi câu hỏi của bạn một cách tận tình. Xe giường nằm Sài Gòn Đà Nẵng Xuân Tùng, mức giá là 380.000 đồng. Số điện thoại là 0905 006 006. Xuân Tùng là một trong những nhà xe có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển hành khách trên tuyến đường Sài Gòn-Đà Nẵng. Do đó, đơn vị luôn tự tin khẳng định sẽ mang đến những chuyến đi an toàn và tuyệt vời nhất. Với hệ thống xe giường nằm cao cấp và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, Xuân Tùng luôn không ngừng cải thiện cơ sở vật chất trên các xe để đảm bảo phục vụ hành khách với những dịch vụ tốt nhất. Hiện tại, đơn vị này sử dụng dòng xe giường nằm 40 chỗ với nội thất sang trọng và hiện đại. Đặc biệt, Xuân Tùng cũng luôn chú trọng vào hệ thống giường nằm, đảm bảo các tiêu chí về không gian rộng rãi và sạch sẽ. Một điểm cộng khác của nhà xe Xuân Tùng là cung cấp gói bảo hiểm tai nạn cho mỗi hành khách. Hơn nữa, nhà xe còn trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn như camera hành trình, định vị, búa phá kính và còi báo hiệu, đảm bảo an toàn cho hành khách trong suốt chuyến đi. Nhà xe giường nằm Sài Gòn Đà Nẵng Hoàng Long, mức giá 400.000 đồng, số điện thoại là 1900 6772. Tương tự như hai nhà xe trên, Hoàng Long cũng là một đơn vị xe khách có quy mô rất lớn, đã phục vụ khách hàng trên mọi nẻo đường tại các tỉnh thành của Việt Nam. Sài Gòn Đà Nẵng cũng là một trong những tuyến đường mà Hoàng Long đang khai thác. Khác với phần lớn các nhà xe khác, Hoàng Long đã nâng cấp lên dòng xe giường nằm 38 chỗ với mức giá vé là 400.000 đồng một lượt. Đây là một mức giá hoàn toàn phù hợp bởi chất lượng dịch vụ của cơ sở được đánh giá là cực tốt. Không gian bên trong mỗi xe được ví như một cung điện di động với nội thất sang trọng và trang thiết bị tiện ích hiện đại. Điểm đặc biệt nhất của Hoàng Long là hệ thống ghế với chế độ massage tự động giúp hành khách luôn cảm thấy thoải mái và dễ chịu ngay cả trong những chuyến đi dài.
Mỗi ghế cũng có thể điều chỉnh độ ngả và dễ dàng chuyển đổi thành giường nằm một cách nhanh chóng. Hiện nay, khi nhận được sự ưa chuộng của khách hàng, Hoàng Long đã mở thêm 5 chuyến xe mỗi ngày xuất phát từ văn phòng thành phố Hồ Chí Minh. Các chuyến xe sẽ xuất phát lần lượt vào các giờ sau: 7 giờ, 8 giờ, 17 giờ 30, 18 giờ 30 và 20 giờ 30. Phương châm của nhà xe là luôn xuất phát đúng giờ và không đón bắt khách dọc đường. Vì vậy, bạn hãy đến trước giờ xe chạy 30 phút để làm thủ tục lên xe, tránh tình trạng lỡ chuyến gây ảnh hưởng đến lịch trình cá nhân của các bạn khác. Xe giường nằm Sài Gòn Đà Nẵng MyLink Express, mức giá là 430.000 đồng. Số điện thoại là 0283 929 2929 hoặc 0985 292 929. Chắc hẳn ai cũng đã một lần sử dụng dịch vụ chuyên chở của MyLink Express, có quy mô lớn với hơn 150 xe đang hoạt động, thực hiện các chuyến đi trên 12 tuyến đường khác nhau. MyLink Express đã trở thành một người bạn đồng hành đáng tin cậy của nhiều hành khách. Đặc biệt trên tuyến Sài Gòn Đà Nẵng, đơn vị này luôn có lượng khách đông đảo mỗi năm. Hiện tại, MyLink Express sử dụng dòng xe giường nằm 41 chỗ đời mới với không gian rộng rãi, thoải mái và luôn được vệ sinh và khử mùi sạch sẽ trước khi đón khách mới. Do đó, bạn sẽ không phải lo lắng về mùi hôi gây khó chịu hay cảm giác bí bách dễ dẫn tới mệt mỏi say xe. Phương châm hoạt động của MyLink Express là an toàn mọi lúc mọi nơi, do đó đơn vị luôn có quy trình tuyển chọn nghiêm ngặt và khắt khe đối với đội ngũ tài xế. Tất cả phải đảm bảo các tiêu chí như kinh nghiệm, ý thức tốt và không uống rượu bia hoặc các chất kích thích khác trước và trong khi lái xe. MyLink Express khai thác các chuyến xe từ bến xe miền Đông và bến xe trung tâm Đà Nẵng. Với hệ thống website và fanpage chuyên nghiệp, bạn có thể tra cứu thông tin về lịch trình và giá vé dễ dàng. Mức giá cho tuyến Sài Gòn Đà Nẵng hiện là 430.000 đồng một lượt và nhà xe cam kết giữ nguyên mức giá này ngay cả trong những ngày cuối tuần, dịp lễ hoặc mùa du lịch cao điểm. Tuy nhiên, trong những dịp như vậy, bạn nên liên hệ qua hotline của nhà xe để đặt vé trước và đảm bảo có chuyến đi phù hợp với kế hoạch của mình. Xe giường nằm Sài Gòn Đà Nẵng Cúc Tùng, mức giá là 440.000 đồng. Số điện thoại là 0236 366 3100 hoặc 0905 848 612. Nhà xe Cúc Tùng có lẽ đã không còn xa lạ với những hành khách thường xuyên di chuyển giữa Sài Gòn và Đà Nẵng. Đây là một hãng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận chuyển hành khách và luôn giữ vững được phong độ thuộc top đầu trong danh sách những nhà xe uy tín. Cúc Tùng luôn tập trung vào việc cải thiện chất lượng để mang lại những chuyến đi an toàn và thoải mái nhất cho hành khách. Mặc dù hiện chỉ cung cấp dòng xe giường nằm 40 chỗ, nhưng đơn vị luôn đầu tư cập nhật và nâng cấp cơ sở vật chất cũng như trang bị thêm nhiều tiện ích hiện đại và hấp dẫn. Điều này cũng chính là mục tiêu hàng đầu của Cúc Tùng, mang lại những trải nghiệm hành trình hoàn hảo nhất cho khách hàng. Ngoài ra, nhà xe cũng luôn nói không với việc đón bắt khách dọc đường, không nhồi nhét khách và chở quá số lượng người theo quy định. Tuy nhiên, với tuyến Sài Gòn Đà Nẵng, Cúc Tùng hiện chỉ khai thác 2 chuyến xe mỗi ngày, xuất phát lúc 17:30 tại bến xe miền Đông, Sài Gòn và 16 giờ tại bến xe trung tâm Đà Nẵng. Mọi chuyến xe đều cam kết xuất phát đúng giờ và tuân thủ lộ trình đã được đặt ra, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến lịch trình cá nhân của hành khách. Mức giá vé hiện tại của Cúc Tùng là 440.000 đồng một lượt. Bạn có thể mua vé trực tiếp tại văn phòng hoặc liên hệ qua số điện thoại của nhà xe. Xe giường nằm Sài Gòn Đà Nẵng Tiến Tiến, mức giá là 700.000 đồng. Số điện thoại là 0901 676702 hoặc 0913 95219. Nếu bạn đang tìm một hãng xe giường nằm Sài Gòn Đà Nẵng uy tín và chất lượng, thì nhà xe Tiến Tiến là sự lựa chọn không thể bỏ qua. Với hệ thống xe chất lượng, dịch vụ tiện ích được trang bị đầy đủ trên xe, cùng đội ngũ nhân viên lịch sự và thân thiện, mỗi khách hàng khi trải nghiệm dịch vụ đều hài lòng và tin tưởng quay lại ủng hộ cơ sở trong những lần sau. Dòng xe được Tiến Tiến sử dụng là xe ô tô giường nằm 40 chỗ, có điều hòa hoạt động 24/24, TV màn hình phẳng chất lượng cao, gối và chăn mỏng được giặt sạch sẽ. Khách hàng còn được phục vụ nước uống và khăn lạnh miễn phí trước khi bắt đầu chuyến đi. Trong suốt nhiều năm hoạt động, Tiến Tiến luôn không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ để hướng đến trở thành một hãng xe Sài Gòn Đà Nẵng hàng đầu. Sự an toàn và thoải mái của khách hàng luôn được ưu tiên hàng đầu.
Với sự khéo léo, tinh tế và niềm nở của phụ xe thì Tiên Tiên đã chinh phục được cả những vị khách khó tính nhất. Mức giá dành cho mỗi chuyến cũng khá cao so với các nhà xe Sài Gòn Đà Nẵng khác. Tuy nhiên, đơn vị cũng có nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn hàng năm dành cho khách hàng quen thuộc. Xe giường nằm Sài Gòn Đà Nẵng Minh Phương, mức giá là 450.000 đồng. Số điện thoại là 0902 843 799. Minh Phương là nhà xe khá nổi tiếng trong danh sách các đơn vị xe tuyến Sài Gòn Đà Nẵng, được nhiều du khách tin tưởng và lựa chọn. Nhà xe luôn tôn trọng ý kiến đóng góp từ khách hàng đã trải nghiệm, từ đó cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ mỗi ngày. Xe ô tô giường nằm 40 chỗ là dòng xe chính mà đơn vị vẫn sử dụng đối với các tuyến đường Sài Gòn Đà Nẵng. Và sắp tới đây, đơn vị Minh Phương sẽ nâng cấp lên thêm dòng xe limousine 32 chỗ VIP nhằm mang đến cho hành khách những trải nghiệm tuyệt vời. Trong chuyến hành trình kéo dài gần 20 tiếng này, đơn vị còn chu đáo phục vụ bữa ăn cho hành khách. Do đó, khi bạn chọn lựa nhà xe giường nằm Sài Gòn Đà Nẵng này, bằng sự chu đáo và nhiệt tình của đội ngũ nhân viên nhà xe, bạn sẽ không cảm thấy mệt mỏi hay khó chịu trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Đi kèm cùng chất lượng dịch vụ đẳng cấp của mình, Minh Phương đưa ra mức giá 450.000 đồng một lượt. Ngoài ra, nhà xe cũng cam kết chỉ đón trả khách tại các điểm cố định, vì vậy lộ trình di chuyển rất đúng giờ. Bạn hãy đến sớm trước giờ xe chạy để tránh bị lỡ chuyến. Ngoài ra, vào những dịp cao điểm, đặc biệt là lễ Tết, bạn nên liên hệ trực tiếp với nhà xe để đặt trước vé sớm nhất có thể, để có thể thực hiện chuyến đi của mình như ý. Xe giường nằm Sài Gòn Đà Nẵng Minh Đức, mức giá 600.000 đồng. Số điện thoại là 0948 765 514. Minh Đức cũng là một trong những cái tên nổi bật trong tuyến Bắc Nam và cũng góp mình vào tuyến đường Sài Gòn Đà Nẵng. Dành riêng cho các hành trình dài, Minh Đức đã chọn sử dụng dòng xe limousine với 32 phòng riêng tư. Mỗi phòng được thiết kế độc lập với rèm kéo ngoài. Bên trong không gian giường có kích thước 80x100cm, đủ rộng rãi để một người lớn và trẻ nhỏ có thể nghỉ ngơi thoải mái. Minh Đức chỉ khai thác duy nhất một chuyến xe trong ngày. Chuyến xe bắt đầu lúc 11 giờ tại điểm khởi hành ở Sài Gòn và đón khách tại điểm cố định là cầu vượt Hòa Cầm. Sau đó di chuyển qua quốc lộ 1A nhanh chóng êm ái. Thời gian di chuyển mất khoảng 18 tiếng. Sau đó đơn vị sẽ kết thúc chuyến hành trình với điểm trả tại bến xe miền Đông mới vào 5 giờ ngày hôm sau. Ngoài ra, Minh Đức cũng có chính sách đặc biệt dành cho hành khách trên xe. Mỗi hành khách được phép mang tối đa 10kg hành lý. Tuy nhiên, đơn vị không chấp nhận vận chuyển động vật hoặc đồ vật công kênh để đảm bảo an toàn và tránh chiếm diện tích trong khoang, gây ảnh hưởng đến hành lý của hành khách khác. Xe giường nằm Sài Gòn Đà Nẵng Tân Quang Dũng, mức giá 600.000 đồng, số điện thoại là 0768 053 053. Với tuyến đường Sài Gòn Đà Nẵng, Tân Quang Dũng đã lựa chọn phương tiện xe limousine 32 giường làm người bạn đồng hành tin cậy. Xe được thiết kế sang trọng, có một khoang chứa đồ rộng rãi, cho phép hành khách mang theo tối đa 10kg hành lý. Đồng thời, dòng xe này còn được trang bị một toilet bên trong, tiện lợi cho những chuyến đi dài gần 963km. Với dòng xe này, Tân Quang Dũng có mức giá khá đồng đều với các hãng xe khác. Giá vé của đơn vị là 600.000 đồng cho mỗi hành khách và giá vé được tính cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên. Trẻ em sẽ được miễn phí vé khi ngồi cùng với cha mẹ, còn nếu trẻ đi một mình sẽ được áp dụng mức giá ưu đãi. Bên cạnh đó, với mức giá này, đơn vị cũng cung cấp nước uống và khăn lạnh miễn phí cho hành khách khi lên xe. Hiện tại, Tân Quang Dũng chỉ khai thác 2 tuyến xe chạy hàng ngày từ Sài Gòn đi Đà Nẵng. Khung giờ cố định khởi hành là 5 giờ và 11 giờ hàng ngày. Hãng xe đón khách tại bến xe An Sương, sau đó di chuyển qua các điểm như Long Khánh, Bình Thuận, ngã 5 Phan Giang, ngã 3 Thành, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi và Quảng Nam. Điểm kết thúc và trả khách cố định tại văn phòng của Tân Quang Dũng tại Đà Nẵng, địa chỉ là số 255 Lê Thạch. Trên đây là những hãng xe giường nằm Sài Gòn Đà Nẵng chất lượng cùng mức giá hợp lý mà Blog Travel Việt muốn giới thiệu đến bạn. Với những thông tin hữu ích trên, hy vọng bạn đã tìm được hãng xe phù hợp cho chuyến du lịch sắp tới.
Blog Travel Việt chúc bạn sẽ có một chuyến đi thuận lợi và gặp nhiều may mắn. Các bạn thấy những địa điểm du lịch mà Blog Travel Việt vừa giới thiệu như thế nào? Đáng để một lần check-in chứ nhỉ? Nếu bạn có cảm nhận gì, có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ nhé. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và theo dõi để ủng hộ kênh. Các bạn có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn vào video ở bên trái và phải của màn hình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.